Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Thím Ngân sau một thời gian lặn mất tăm cùng với Tổng Tịch khi vừa ngoi lên mặt nước liền đòi thành lập Bộ Thanh niên. Nữ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói Việt Nam nên nghiên cứu thành lập Bộ Thanh niên và Thể thao tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm qua 20 tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, đề xuất này nhanh chóng nhận được nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội. Ý tưởng về một bộ mới phụ trách các vấn đề liên quan đến thanh niên được bà Ngân đưa ra khi Ủy ban Thường vụ bàn về dự thảo luật thanh niên sửa đổi theo báo chí trong nước. Các bài tường thuật của báo chí Việt Nam dẫn lời của Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu rằng việc lập Bộ Thanh niên không phải là xây dựng cơ quan mới mà Bộ sẽ hình thành từ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bà Ngân nói trụ sở có sẵn rồi, ngân sách cho đoàn thanh niên như chi cho một bộ. Như vậy, lập bộ mới sẽ không phát sinh biên chế. Theo báo cáo trong nước, nữ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng được trích lời nói rằng Singapore mấy triệu dân nhưng trong chính phủ có Bộ Thanh niên và Thể thao. Nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam, trong đó có cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Vinh, blogger Nguyễn Hữu Vinh, tức anh blogger anh Ba Sao, bày tỏ ý kiến không đồng tình hoặc chỉ trích ý tưởng của bà Nguyễn Thị Kim Ngân trên trang cá nhân của họ hoặc trong hai diễn đàn lớn là Góc nhìn báo chí công dân và Bàn luận về kinh tế chính trị. Những người chỉ trích nêu ra lo ngại rằng việc lập bộ mới sẽ làm cho bộ máy nhà nước càng thêm cồng kềnh trong bối cảnh đất nước kiệt quệ lắm rồi. Bên cạnh đó, một số nhà chỉ ra thực tế rằng đoàn thanh niên hầu như không có hoạt động gì có tính hiệu quả thiết thực cho xã hội. Nhà hoạt động vì dân chủ và tiến bộ xã hội Phạm Đoàn Tràng bình luận với phóng viên rằng việc thành lập bộ thanh niên là không cần thiết, nhất là xét đến việc đoàn thanh niên lâu nay là một tổ chức vô bổ, mất thì giờ, không giúp ích gì cho sự trưởng thành của giới trẻ, nếu không muốn nói là độc hại và biến thái. Bà Trang thậm chí cho biết rằng một tổ chức tốn kém ngân sách là vô ích như đoàn thanh niên sẽ lẽ ra cần phải giải tán thay vì nâng lên thành bộ. Băng nhóm của Đường Nhuệ khoe có cha đỡ đầu là anh ruột của Đại tướng Công an nguyên Chủ tịch nước và đó là ông Trần Đại Quang trên Facebook. Vợ chồng ông Đường Nhuệ khoe hình chụp chung với cha già mẫu mực là ông Trần Đại Vinh, anh trai của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thời điểm đó còn là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vợ ông Đường bắt tay với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, v.v. Một tuần sau khi vợ chồng của đại gia Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ bị bắt, mạng xã hội dấy lên suy đoán về những nhân vật nào được cho là bảo kê cho băng nhóm xã hội đen này trong nhiều năm qua. Báo VTC News dẫn lời của luật sư Trần Hồng Lĩnh cho rằng băng nhóm Đường Nhuệ còn nguy hiểm và tàn bạo hơn cả năm cam ở Sài Gòn trước đây và bình luận rằng muốn xóa sổ nhóm này thì trước hết phải cách ly những cán bộ có dấu hiệu bao che. Ông Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình nói trên tờ Người Lao Động rằng kết quả điều tra sẽ giải tỏa được nghi ngờ của dư luận về việc có hay không ai đứng đằng sau bao che cho vợ chồng Đường Nhuệ cùng với nhóm đồng phạm. Tuy vậy, các bài báo của nhà nước vẫn đang úp mở về chuyện những quan hệ cỡ bự nào đứng sau để cho vợ chồng Đường Nhuệ có thể dùng vỏ bọc doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản, tắc oai tắc quái trong nhiều năm liền trước khi bị bắt. Thu phí đưa người chết đi hỏa táng, đánh người ngay trụ sở, sở công an. Trong khi đó, mạng xã hội dò dỉ nhiều hình ảnh cho thấy Facebook của vợ chồng Đường Nhuệ khoe hình ảnh tại nhà riêng hồi năm 2016 cùng với cha già mẫu mực là ông Trần Đại Vinh, anh ruột của cố Đại tướng Công an Trần Đại Quang, Chủ tịch nước. Thời điểm đó còn là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cặp vợ chồng này còn mô tả rằng nhờ tình cảm của ông Vinh mà họ luôn vững tin trên bước đường đời. Cũng cần nói thêm, trong số 4 anh em vinh quang sáng tỏ của gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Vinh khá kín tiếng trên truyền thông nhà nước, trong lúc hai người em còn lại của ông Trần Đại Quang là Trần Quốc Tỏ vẫn đang ngồi ghế bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên. Ông Trần Quốc Sáng đã rời ghế cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội hồi tháng 4 năm 2019.
Ngoại hình thân mật với ông Vinh, các hình chụp khác tại từ già vợ chồng của Đường Nhuệ cho thấy bà Nguyễn Thùy Dương, vợ ông Đường, đứng cạnh Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và cựu Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang trong một số sự kiện vinh danh doanh nhân. Trang tin điện tử Môi trường và Cuộc sống hiện vẫn còn lưu bài đăng hồi tháng 3 năm 2016 với hình chụp bà Dương và ông Trương Tấn Sang. Cùng mô tả này, mỗi năm bỏ ra hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn đô la để thực hiện các hoạt động từ thiện và là nữ doanh nhân có trí tuệ sáng suốt, trái tim Bồ Tát. Tướng Lê Đình Nhường, nguyên giám đốc Công an tỉnh Thái Bình bị miễn chức Đại hội đại biểu Quốc hội. Ông Lê Đình Nhường bị cho miễn nhiệm chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đại biểu Quốc hội khóa 14. Trước đó, tướng Lê Đình Nhường đã bị kỷ luật. Tại phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12 tháng 4, cơ quan này đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Đình Nhường. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quyết định trên là do ông Lê Đình Nhường đã bị thi hành kỷ luật về đảng và có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe. Trước đó, Thiếu tướng Lê Đình Nhường có các vi phạm khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi phải chịu trách nhiệm về những sai phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát trong vụ liên quan đến một số cán bộ lãnh đạo Tổng cục và Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 tiếp tay bao che cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet diễn ra trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thiếu tướng Nhường còn phải chịu trách nhiệm về Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát về các vi phạm khuyết điểm của cơ quan đơn vị với cương vị là người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tại kỳ họp thứ 32, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh báo Thiếu tướng Lê Đình Nhường và hai trung tướng khác, tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Bí thư Đảng ủy Tổng cục trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra và Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Bí thư Đảng ủy Cục trưởng C50 bị khởi tố bắt giam và khai trừ ra khỏi đảng. Ông Lê Đình Nhường sinh năm 1962 tại xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ông Lê Đình Nhường tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân chuyên ngành Cảnh sát Điều tra, cử nhân luật. Ông từng là Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Ngày 1 tháng 4 năm 2014, ông Nhường được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình thay Đại tá Trần Xuân Tuyết chờ nghỉ hưu. Nhà nước vẫn cứ mãi cưỡi trên lưng của người nông dân. Xuất cảng gạo không còn là chuyện riêng của doanh nghiệp, Sở Công Thương và của thành phố Cần Thơ vừa đề nghị cho Bộ Công Thương và Bộ Tài chính xem xét giải phóng khoảng 75.000 tấn gạo của các doanh nghiệp ở Cần Thơ đang kẹt tại cảng. Cơ quan này ước tính lệnh cấm xuất khẩu gạo đang có và sau đó đổi bằng lệnh hạn chế xuất khẩu gạo đã gây ra tình huống vừa kể và vì thế, tùy lượng gạo bị kẹt, những doanh nghiệp ở Cần Thơ có gạo xuất cảng cũng bị mắc kẹt, thiệt hại từ 260 triệu đến 350 triệu đồng trên ngày. Đó là chưa kể vì thế những doanh nghiệp này đã vi phạm hợp đồng đã ký với Indonesia, Philippines, Malaysia, Mỹ, Nga, khối các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Ukraine phải bồi thường hợp đồng uy tín bị tổn hại. Trong bối cảnh virus Vũ Hán đã trở thành đại dịch đe dọa toàn cầu, đồng bằng sông Cửu Long vựa lúa của Việt Nam lao đao do hạn hán, nước mặn từ biển xâm nhập sâu vào ruộng đồng. Ngày 25 tháng 3, Thủ tướng của Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh ngừng xuất khẩu gạo để bảo đảm an ninh lương thực. Lệnh vừa kể khiến cho nhiều giới và chuyên gia nhiều lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, doanh giới đến nông dân chưng hửng vì năm nào Việt Nam cũng thừa chừng 3 triệu tấn gạo. Khi chỉ còn chừng 2 tháng nữa là đến kỳ thu hoạch vụ hè thu, chắc chắn lệnh tạm ngừng xuất khẩu gạo sẽ còn làm lúa ứ động nhiều hơn, mất giá trầm trọng hơn, nông dân thêm khốn khổ. Tạm ngừng xuất khẩu gạo chính là phương thức tệ nhất, tước bỏ cơ hội hưởng lợi từ thị trường gạo của thế giới của nông dân. Giới quanh năm một nắng hai sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng luôn luôn là nạn nhân của tình trạng càng được mùa thì càng lỗ do lúa gạo ứ động và mất giá. Theo một số người am hiểu về nông thôn, nông dân của Việt Nam và hoạt động thị trường gạo cả
trong lẫn ngoài nước, lệnh tạm ngừng xuất khẩu gạo ra đời chỉ vì một vài tổng công ty lương thực của nhà nước đã chót cam kết bán gạo cho ngoại nhân với giá rẻ. Khi nhu cầu thị trường thế giới tăng lên, giá lúa gạo trong nước tăng theo, những công ty lương thực này đối diện với khả năng phá sản vì phải bồi thường hợp đồng, còn giáng thực hiện hợp đồng thì sẽ lỗ hàng ngàn tỷ đồng. Nói theo cách khác, tạm ngừng xuất cảng gạo hoàn toàn không nhằm bảo đảm an ninh lương thực. Có những dấu hiệu chỉ khá rõ cho thấy lệnh chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của một số nhóm cá nhân, nhóm lợi ích. Xưa nay vẫn cưỡi trên lưng của nông thôn, nông dân, nông nghiệp để làm giàu và vì sự nghiệp kinh doanh phát triển nhờ mua rẻ, bán rẻ nên đâm ra chủ quan, tiếp tục phóng bút ký với thiên hạ những hợp đồng bán gạo với giá như giá bán cám mà xa lây. Những cá nhân, những nhóm này chỉ không dè phản ứng của các chuyên gia doanh giới, bao gồm cả giới chuyên xuất khẩu gạo, nông dân, công chúng, kể cả chính quyền các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long quá mạnh, thậm chí có nơi có người còn lột trần và bày tỏ ra những sự bất công và bất bình trước sự việc mà Bộ Công Thương cũng như chính phủ của ông Clmer và Nguyễn Xuân Phúc cấm xuất khẩu gạo và sau đó thì đột ngột cho xuất khẩu gạo lại để làm lợi cho các nhóm lợi ích của Bộ Công Thương cũng như các bộ khác liên quan, nói chung là nhóm lợi ích. Trung Quốc lập quận quản lý Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam phản đối mạnh mẽ ngày 17 tháng 4, Bắc Kinh gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối hai công hàm ngày 30 tháng 3 và 10 tháng 4 của Việt Nam về Biển Đông liên quan đến một báo cáo do Malaysia trình Ủy ban ranh giới thêm lục địa hồi cuối năm 2019. Trong công hàm này, Bắc Kinh lập luận ngang ngược rằng kiên quyết yêu cầu Việt Nam rút toàn bộ nhân sự vận hành và các cơ quan cơ sở trên các đảo và bãi đá mà nước này xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp. Sau khi gửi công hàm này đi một ngày thì ngày 18 tháng 4 Trung Quốc đã ra tuyên bố thành lập cái gọi là quận Tây Sa và Nam Sa trái phép ở trên hai quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam là Hoàng Sa và Trường Sa. Lấy bãi chữ thập mà Trung Quốc chiếm được của Việt Nam làm đại bản doanh, cơ quan chính quyền quản lý hai quận này. Trắng trợn hơn, tuyên bố thành lập hai quận Tây Sa và Nam Sa, Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông chưa dứt tiếng. Một ngày sau đó, Bộ Dân Chính Trung Quốc còn thực hiện một động thái ngang nhiên nữa là công bố cái gọi là danh xưng tiêu chuẩn cho 25 đảo bãi đá cùng với 55 thực thể địa lý dưới đáy biển ở Biển Đông ngày 19 tháng 4 năm 2020, có đảo cách Cam Ranh 50 hải lý mà thôi. Chủ quyền lãnh thổ bị giặc xâm phạm rất nghiêm trọng, chúng tuyên bố lập chính quyền cấp huyện, chúng đặt tên các đảo của ta, chúng đâm chìm tàu cá ngư dân của ta. Ở thời khắc quan trọng này, nhân dân chẳng thấy cái tên gọi là tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang ở đâu cả. Nhân dân đang hỏi Nguyễn Phú Trọng, ông đang ở đâu khi thời khắc quốc gia đang thù trong giặc ngoài. Nhân dân đang hỏi tại sao giặc đến nhà, đảng của ông đưa ra sách lược chống giặc mà lại bắt giam Đinh Thị Thu Thủy, xét xử bỏ tù giam 11 năm với thầy Tĩnh, khi hai người này đang chung một điểm là chống Trung Cộng. Đại cục mà cái đảng của ông đang cố giữ thực chất là cái cớ để che đi hành động bán nước của Trung Cộng, che đi cái ngữ làm tay sai cho chúng chứ ai mà không biết. Cái gọi là đại cục của Đảng Cộng sản Việt Nam đang xây dựng với Trung Quốc, nó không hề có hiệu quả cũng như ngăn chặn Trung Cộng bành trướng, hay nói cách khác là nó đi ngược với lợi ích quốc gia, giữ làm gì, sao không vứt nó đi. Nếu là một bậc sĩ quan cấp thấp, ai cũng biết một triết lý rằng muốn hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh. Ông Trọng được đàn em tung hô là một bậc nhân kiệt cơ mà, lẽ trị quốc đơn giản như thế sao ông không hề biết. Vứt đại cục ấy vào giọt sọt rác đi và hãy chuẩn bị kế hoạch đối phó với Trung Cộng bằng vũ lực nếu cần để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đừng cầu xin sự thánh thiện của kẻ đang cướp giết dân mình. Hôm nay chúng đã cướp xong biển đảo của ông, mặc kệ, làm ông làm ngơ, ngày mai chúng sẽ vào đất liền, thì sao đây? Người ta nói rằng ông Trọng là một sĩ phu Bắc Hà, tôi nghĩ ông là sĩ phu Bắc Kinh thì đúng hơn. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm ngày 19 tháng 4 lên tiếng về việc Trung Quốc thông báo thành lập quận Tây Sa và Nam Sa để quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Việt Nam đã nhiều lần mạnh mẽ khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói trong một tuyên bố một ngày sau thông báo của Bắc Kinh. Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và các hành vi liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Không có giá trị và không được công nhận, không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, gây thêm phức tạp tình hình Biển Đông, khu vực và thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hủy bỏ các quyết định sai trái liên quan đến những việc làm đó và không có những việc làm tương tự trong tương lai. Trung Quốc hôm 18 tháng 4 thông báo việc thành lập quận Tây Sa có trụ sở đặt tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Trụ sở của quận Nam Sa đặt tại đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Hai quận này thuộc thẩm quyền của thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Tin cho hay, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố rằng quận Tây Sa sẽ quản lý quần đảo Hoàng Sa, bãi Maldives và vùng biển xung quanh, trong khi quận Nam Sa quản lý quần đảo Trường Sa và vùng biển kế cận. Phản đối của Việt Nam được đưa ra hơn 10 ngày sau khi Hoa Kỳ cho biết hết sức quan ngại về các tin tức nói rằng Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói rằng một tuyên bố hôm 6 tháng 4 rằng kể từ khi dịch virus Vũ Hán bùng phát, Trung Quốc đã khẳng định các tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông như công bố các trạm nghiên cứu với mới đặt trên các căn cứ quân sự đã được xây dựng trên đá chữ thập và đá Subi, cũng như cho máy bay quân sự đặc biệt hạ cánh trên đá chữ thập. Nhân dịp dịch virus Vũ Hán vẫn chưa thuyên giảm, cả thế giới đang phải tập trung vào phòng chống dịch, đặc biệt là Hoa Kỳ căng thẳng với dịch bệnh. Thậm chí trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt mới ghé thăm Việt Nam hồi đầu tháng 3 cũng đang nhiều ca cách ly. Đây là cơ hội để cho Trung Cộng tăng thêm các hành động hung hăng. Chắc chắn giờ đây Trung Quốc có thể phản ứng mà không lo bất kỳ hậu quả gì, kể cả sự chỉ trích của truyền thông. Thêm nữa, tình hình chính trị của Trung Quốc cũng có nhiều vấn đề nội bộ, với sự khởi phát của virus Vũ Hán từ Vũ Hán rồi lan sang các địa phương khác rồi sau đó bùng phát trên toàn thế giới. Việc nhà cầm quyền Trung Quốc che giấu dịch bệnh trong 6 ngày quan trọng nhất để có thể khống chế dịch bệnh, cùng với các thông tin bất nhất về con số thực người chết vì virus này ở Trung Quốc, cũng như tác hại của virus Vũ Hán đối với nền kinh tế Trung Quốc, là những nguyên nhân khiến cho các phe phái chính trị tấn công Tập Cận Bình. Trước các vấn đề chính trị nội bộ như vậy, cách Trung Quốc thường làm để xoa dư luận trong nước đó là thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc cực đoan của nhân dân Trung Quốc, và chỗ các lãnh đạo Trung Quốc thường nhắm tới chính là Biển Đông. Một loạt các hành động hung hăng của Trung Quốc tại khu vực này kéo dài liên tiếp từ nhiều năm trước. Năm 2019, Trung Quốc đã cho tàu Hải Dương Địa Chất 8 cùng với nhiều tàu hải cảnh và tàu dân quân biển xâm phạm vùng biển của Việt Nam hơn 100 ngày. Trong năm này, Trung Quốc cũng đã cho các tàu của mình xâm phạm vùng biển của Malaysia, Philippines cũng chưa hết. Cuối năm 2019, đầu năm 2020, Trung Quốc cũng cho các tàu của mình xâm phạm vùng biển của Indonesia. Đầu tháng 4, tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của Việt Nam. Trong thời gian này, tàu hải cảnh Địa Chất 8 cùng với một số tàu hải cảnh và tàu cá đang lượn lờ khảo sát tại khu vực biển của Malaysia, và nhiều nhà nghiên cứu đang dự đoán Trung Quốc sẽ tiếp tục dở trò trong khi Dương Đông kích Tây, và điều ấy cũng đang bắt đầu. Trong khi nhóm tàu Hải Dương 8 đang được các nước trong khu vực và quốc tế theo dõi sát khi tiến hành khảo sát khu vực gần biển của Malaysia, thì ngày 18 tháng 4 năm 2020, Trung Quốc lại có hành động vi phạm chủ quyền của các nước khi Bộ Dân Chính ngang nhiên thông báo Quốc vụ viện nước này vừa phê chuẩn thành lập cái gọi là khu Tây Sa và khu Nam Sa trực thuộc thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Cũng theo phía Trung Quốc đưa tin thì khu Tây Sa quản lý các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và bãi Maldives, quần đảo Trung Sa và vùng nước phụ cận. Chính quyền khu Tây Sa đóng tại Phú Lâm, cấu trúc lớn nhất thuộc về Hoàng Sa. Khu Nam Sa quản lý các đảo thuộc quần đảo Nam Sa, quần đảo Trường Sa của Việt Nam và các vùng nước phụ cận. Chính quyền khu Nam Sa đóng tại Đá Chữ Thập, một cấu trúc thuộc Trường Sa mà Trung Quốc đã quân sự hóa gần đây. Việc tuyên bố các chính quyền quận này hoàn toàn không có giá trị pháp lý
vì những lý do sau đây. Thứ nhất, Trung Quốc hoàn toàn không có chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đã nhiều lần Việt Nam đã khẳng định về chủ quyền đối với hai quần đảo này. Mới đây nhất, trong công hàm gửi Liên Hợp Quốc ngày 30 tháng 3 năm 2020, chính phủ Việt Nam đã nhắc lại Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với các quy định của pháp luật của quốc tế. Việt Nam khẳng định Công ước về Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLOS là cơ sở pháp lý duy nhất quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển của Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, Việt Nam đã có chủ quyền lâu đời trên hai quần đảo này và được chứng minh bằng những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Thứ hai, mặc dù Trung Quốc đang chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và 7 cấu trúc thuộc Trường Sa, nhưng vì Trung Quốc đã sử dụng vũ lực để chiếm đóng nên đã vi phạm luật quốc tế, cụ thể là Điều 2 của Hiến pháp Hiến chương Liên Hợp Quốc. Theo đó, tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhằm chống lại sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ hay nền độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, cũng như bằng cách khác trái với những mục đích của Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, Nghị quyết 2625 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1970 cũng quy định rõ không chấp nhận việc sử dụng vũ lực để xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác. Và vì vậy, cho dù Trung Quốc đang thực tế chiếm đóng các cấu trúc này, nhưng Trung Quốc vẫn không thể có chủ quyền hợp pháp đối với các cấu trúc này. Thứ ba, tuyên bố này của Trung Quốc cũng vi phạm luật biển quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982 UNCLOS. Trong công hàm ngày 30 tháng 3 năm 2020, Việt Nam cũng đã tuyên bố rõ ràng các bãi ngầm hoặc cấu trúc lúc chìm lúc nổi không phải là đối tượng thụ đắc lãnh thổ và không có vùng biển riêng. Quan điểm này dựa trên nguyên tắc quan trọng của luật biển quốc tế, đất thống trị biển. Đây là một nguyên tắc chung của luật quốc tế được phát triển từ luật tập quán quốc tế và qua các phán quyết của tòa án quốc tế. Khởi đầu từ vụ thềm lục địa biển Bắc năm 1969 được nhắc lại trong nhiều phán quyết sau này của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ. Sau đó, nguyên tắc này đã được phát triển và pháp điển hóa trong quy định của Điều 121 của UNCLOS 1982. Theo nguyên tắc này, các cấu trúc lúc chìm lúc nổi cùng với các cấu trúc luôn chìm dưới mặt nước biển không thể là lãnh thổ để yêu sách chủ quyền tại đó, bởi vì chủ quyền chỉ có thể được yêu sách đối với đất liền và đảo, được coi là một vùng đất tự nhiên nhưng có nước bao bọc xung quanh và luôn nổi trên mặt nước khi thủy triều lên. Chính vì vậy, việc yêu sách chủ quyền đối với các cấu trúc lúc chìm lúc nổi và bãi ngầm luôn chìm dưới mặt biển của chính phủ Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng đến luật biển quốc tế. Chúng ta nên nhớ bãi Malefic mà Trung Quốc gọi là Tam Sa và các cấu trúc luôn chìm dưới mặt nước biển. Chính vì vậy, việc tuyên bố thành lập chính quyền quản lý khu vực này của Trung Cộng là một trò hề đi ngược lại luật pháp quốc tế. Việt Nam cần phải triệu hồi đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam để gửi công hàm phản đối vấn đề này. Ngoài ra, Việt Nam cần gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc để phản đối các hành động vô lý vi phạm luật quốc tế như vậy. Với cương vị chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay, Việt Nam cần triệu tập một cuộc họp ASEAN để đề ra tuyên bố về sự vi phạm này của Trung Cộng. Việt Nam cũng cần kêu gọi các quốc gia trên thế giới cùng lên tiếng để phản đối các hành động hung hăng bất chấp luật pháp và lẽ phải như vậy. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.